Một cây xanh dáng làng. Có lẽ quý vị và các bạn cũng đã xem rất là nhiều cây ở vườn Bác Ngọ rồi. Và đây là một trong những cây khủng nhất và đẹp nhất ở vườn Bác. Bệ của cây này rất là đẹp. Các bạn so sánh cái rễ của nó với bàn tay của tôi nhé. Một cái cây rất là khủng. Nhìn ngược từ dưới lên này, ta có cảm giác như đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ, nhìn quá là đẹp luôn. Cành này, chi này, bông tán này rất là đều và đẹp, hài hòa. Chắc là chỉ có Việt Nam mới có cây cảnh giáng làng như này. Những cây giáng làng là đặc trưng của cây cảnh Việt Nam và cũng là đặc trưng của làng quê Việt Nam. Ở các làng quê thì ở những đầu làng, ở những cánh đồng có những cái cây cảnh to và xòe tán rộng làm cái chỗ nghỉ ngơi cho dân làng mỗi khi đi làm về hoặc là những khi làm vất vả nắng nóng ở ngoài cánh đồng. Cũng có chỗ để nghỉ chân. Quý vị và các bạn chiêm ngưỡng từ xa tác phẩm này. Một tác phẩm rất là đẹp. Đẹp từng chi tiết, đẹp tổng thể.
Đây là chiều trái của cây này này. Cây này nhìn tứ phía, chiều nào nhìn cũng đẹp. Một cây si phải nói là rất là đồ sộ, cũng là một cây dáng làng có cái thân rất là hầm hố. Một cây cảnh để trên khay mà rất là lớn như thế này. Có lẽ mà có một bộ bàn ghế mà ngồi uống trà dưới gốc cây này cũng rất là tuyệt. Những cây xanh khả năng nó phát triển mạnh hơn những cây si. Bởi vậy cho nên ta rất là ít gặp những cái cây si như thế này. Một tác phẩm si khủng và đẹp ở nhà nghệ nhân.
Cái này cũng có cái bệ cũng đẹp. Một tác phẩm xanh kỳ đá. Có lẽ để gần những tác phẩm khủng như này thì cây xanh này bị nhỏ bé đi. Cảm giác như là nó nhỏ bé. Lộc vừng cũng đang ra nhiều quả này.